Hi everybody, welcome back to my Toon Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Toon Gameplay. Mình trong series tập tựa game ngày hôm nay. Và mình sẽ bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này của bạn nào. Đó sẽ là Toon Quest Chili Quest. Mình sẽ bắt đầu luôn tựa game đầu tiên của bạn này. We start from level 1. Ai vẫn giữ anh ở đây chào nào. Chắc anh hậu. Mình vẽ trên gương của bạn. Hãy cắt đi nào. No. Đại đọc ạ. À, cắt từ bên này. Bước từ phải sang bạn này. Đồ con gà đang con này này. Tiếp tục vào ạ. Big chicken, giant chicken. Có một con sâu quá. Không có tay. Bị chết nữa. Ủa quay sao? Đưa vào đây nào các bạn. So funny. Oh my god. Nhìn hơi kinh dị anh chị các bạn. Oh my god. Rất say các bạn. Yeah. À, theo sở thích thì mình có được bạn cho một bọn đấy, mình giữ vào đây nè. Oh, wow, it's amazing. Cái này nè bạn cũng có option tăng bước cả nè. Cái mà chỗ bạn cảm liên tục bạn. Ok. Chả cho chút chung dây xuống nào bạn. Sẽ quay sẵn. Nắm đây vào đây nè. Bọn ta lấy hết rồi bạn. Oh, oh. À, đặt sang bạn. Wow. Ok, mình cũng chuyển sang đến tiếp theo. Swing Loops Say Games. Chắc phải sáng ạ. Không có đi nhanh hơn của chúng ta ạ. Cho không chạm đâu hết rồi. Cho chị xin cầm lên. Uầy, chiếc thuyền mới vậy. No thanks. À, chưa có biết vị trí nhé bạn. Tiếp tục nào. Bắt đầu chơi đi nhanh hơn bạn. Bơi khá lâu đúng không
vị trí rất là gọn. Ok, chạm nhân 4 không? Rồi, cầm lên. Battery was. Mình cũng gọi cho trả tiền tiếp theo. Scary teacher, buddy. Let's play chapter 4 and West Voyage. Let's stand up. Oh, like I said, peace of okay, let's I go. Can't quit now. Và đi vào bên trong và lấy chiếc tôi biết được ạ. Đây, chiếc kim đầu tiên các bạn. Chiếc kim đỏ này. Sau cho bạn đặt kho thì thêm một chiếc kim màu đỏ nữa. And that's with her treadmill. Lots of less. Cho bạn chơi bộ bàn tàn. Khá đơn giản thôi ạ. Cắt dây xanh dây đỏ nhé. Đây dây xanh. Cắt dây xanh dây đỏ. Cho chơi đóng các bạn và chạy thôi. Còn đi phòng đi thì cắt chơi. Cái phương quyết thở. Why is this button not working? Okay. Oh, my head. Gravity. Level completed. Let's check out the M2. Let's check Betty and the egg machine. What? Chapter 2. Yes. The old song. Oh, my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. See if I can find a way out. Why? For phá được cả chế luôn gọi. How does this place get so big? Tears from the shadows to rain his sweet blessings upon. Whoa! Excuse me, can you help me? Hello? Where the hell did he go? You took a power, need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Cùng đi bật hai công tắc còn lại ở phía ngoài bên này. Ngoài này rồi. Cho quay trở lại cánh cửa vừa rồi. Slogan: Work hard, work happy. Làm việc chăm chỉ và làm việc vui vẻ. Right there. The dancing gallon.
Đây các bạn, bật cửa đi nào. Thật sự tối các bạn. Các bạn thấy hết thấy tối đen trên này này. Looks like the stairwell is flooded. Đầu tiên hiện đạt ạ. Cái này chúng chứ khóa không có cho các bạn. Một khí sợ. Ok. Không có cho các bạn. Cái này còn có chìa khóa cho hai bạn được không? Đi tìm chiếc chìa khóa nào. Anh nghĩ chiếc chìa khóa nào trong chiếc tô này cả. No. Làm theo đúng thứ tự này, cánh cửa sẽ được mở ra quạt. Bass, vòng, bên trôi, vòng. Bên trống, bên trôi và trống. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing bên something. Trống nữa bạn. Bên trôi và trống. Đúng thứ tự thì cánh cửa này sẽ được mở ra quạt. Con chào flow này các bạn. Ok, còn những diễn biến tiếp theo để khám phá tiếp thì mình sẽ để trong phần tiếp theo khám phá của các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào, mình có chuyển sang tựa game tiếp theo nào. Ice Cream Show, tựa game của Kidman Vice. Mình bắt đầu ngay nào. Let's play. Trong tập này thì cho cần phải cứu Lee các bạn. Ô, bạn gái thân duy nhất của chúng ta trong ngày mai. Đó chiếc chăn này các bạn. Để cho nó xuống đây này. Ice cream. Ra đây các bạn, chạy ngay này. Water stone, watch now. Đang ở trong căn phòng này, để cho chúng ta biết nào ạ. Đây chính là chiếc vòng giáp mà chúng ta cần để sử dụng vào Sugar Squad. Các bạn mới xem và đặt nó ở đây đâu. Không nên một chiếc ô tô này bạn. What was the ice cream maker? Okay, so
bắt đầu tìm những tấm thẻ, những món đồ vật mà cho cần sử dụng ở đây này. Chúng ta đến gọi cho tài khoản cho đoàn, cho có luôn tờ vé để vào đây nào. Coverfield vào theo này. What's up, Jay? Mike. I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Thank you, Mike. Tôi đã trao đổi cho ra thứ muốn cho cần được ạ. Chiếc móc treo trong đây được ạ. Cụ trò chơi được ạ. Bên trong quả thì có vào từ đây thì cho mình có thêm một cánh cửa và thôi quả. Sang lại với xe di chuyển về Swansea các bạn nhé, để hoàn thành mỗi nhiệm vụ để cứu Lisa vào đây. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn chuyển sang tự game, một tự game tiếp theo là mini football, tự game khá là hay các bạn. Hãy cùng bắt đầu này. Mini football. Let's play. Đối thủ chúng ta thôi. Mày nào nó Chris Coppola. Bắt đầu nào các Come on!
Tiếp tục rồi bạn. Không sút được rồi. Ok, cho thành công rồi. Rồi bách 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 rồi. Rồi tiếp tục những gì mà chúng ta khám phá trong ngôi nhà của ta nào bạn. Ở đây chính là tầng hầm. Phát lên rồi các bạn, cấp điện cho cánh cửa bên kia mà cho có thể đi qua đấy nhá. Hãy quay trở về ngôi tầng này. Chúng ta cần phải khởi động lại cả cổ điện của ngôi nhà này. Phải cho đã vào được rồi. Đã vào được rồi. Ông chạy thoát của ông ta. Oh my god, cánh cửa bị quá hết rồi các bạn. Ok, rồi bị bắt. Những diễn biến tiếp theo mình để trong phần video tiếp theo mình khám phá cùng các bạn nhé. Và đây là tựa đêm cuối cùng trong video ngày hôm nay. So what's the first one? Mình sẽ chọn track đồ vật truyền thống để chơi các bạn. Không sao, mình đã chạy duy nhất và đầu tiên là chúng sẽ đi được bao nhiêu điểm này. Anh nợ vừa dài rồi.
Oh, kata nak pak. Jom cuba cinta hari ini, kita mati nak pak. Jom buat sambo nak sambo nak tu. Oh my god, no way. Okay. Và có lẽ đây là tựa game cuối cùng trong video này. Mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.